Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thành phố Vũ Hán hơn 2 tháng trôi qua, bây giờ giống như một thành phố ma, vắng tanh bóng người. Con người đã đi đâu? Ở bệnh viện thì quá tải, ở lò thiêu hoạt động 24/24 giờ. Khắp chốn như thành nghĩa địa. Bi kịch này đến khi nào dứt? Đau đớn này khi nào ngưng? Ta không biết được. Và không những dịch này đến dịch khác, thiên tai nhân họa này đến thiên tai nhân họa khác, lòng người kinh hoảng. Quả về từng đàn, nhưng ngửi được mùi xác chết của con người la liệt. Đất trời u ám, sấm chớp mưa gió, giống như thiên địa cũng cảm được cái nỗi kinh hoàng điêu linh của con người, một địa ngục của trần gian. Thấy đó mà con cảm nhận nhân sinh, thấy có mấy điều muốn chia sẻ cùng quý vị. Điều thứ nhất, như lời Phật dạy, thế gian là vô thường, sớm còn tối mất. Bao có hơn thua được mất, ân ái ghét thương, sớm muộn cũng vô thường, tới đây tay trắng và về với nắm xương khô. Bao nhiêu con người ta đã thấy nương dâu thành ruộng bể. Nhân sinh thì ảo mộng, tuy nhiên khổ thì nhiều hơn vui, mất nhiều hơn được, khóc nhiều hơn cười. Vợ chồng con cái yêu thương tháng ngày, khi sinh tử gõ cửa thì hoảng loạn sợ hãi, khóc than khôn nguôi. Của cải vật chất giữ gìn tháng năm, nhưng khi thần chết tìm đến thì phút chốc như gió như mây, uổng công vô ích. Vì vậy ta mới thấy được danh lợi phú quý, tài sản người thương, ruộng vườn con cái là những vật ngoài thân, mà mỗi lần sinh tử đến không một vật ngoài thân nào bảo vệ được ta cả. Chỉ có nghiệp của mỗi người tốt hoặc xấu mới quyết định được số phận tái sinh của mỗi cá nhân. Sống trên đời, người qua kẻ lại đến với nhau, yêu thương, nhung nhớ, ganh ghét, hận thù, bất quá thì cũng chỉ một kiếp người như quán trọ trần gian, giống như một giấc mộng chiêm bao. Sự sống giống như khách qua đường, chết giống như về với cố hương. Đất trời này chỉ là quán trọ, thì quý vị nghĩ ai sẽ là người xót thương ta? Không có người thương nào hết đó. Chỉ có cát bụi, chỉ có cát bụi muôn đời xót thương. Biết vậy thì không nên lấy bất kỳ vật ngoài thân nào làm tài sản. Vì làm tài sản bằng những vật ngoài thân, nó sẽ bỏ ta mà đi. Người trí biết tu hành thì lấy phúc đức, lấy cái nhân đức, lấy cái lòng lương thiện, lấy cái tâm tu hành làm tài sản, thì nó theo bảo vệ mình hết kiếp này đến kiếp sau. Thử nghĩ trong cái lúc hoạn nạn, kinh hãi, sống chết trong gang tấc của người Vũ Hán, thì lúc đó họ kêu trời trời không thấu, họ than đất đất không nghe, họ kêu người người nghe mà không thấy giúp được. Mẹ cha anh em ruột rà, có ai chết thế, có ai đi chở họ bệnh viện, có ai mua thuốc nấu cơm được cho họ hay không? Không hề. Họ chờ chết từng giây, đừng nói chi từng phút, từng giờ từng ngày. Nỗi đau, nỗi sợ, nó kinh khủng vô vàn, tột cùng khôn nguôi. Thì lúc đó cái gì quyết định? Kính thưa quý vị, nghiệp của mỗi người. Thấy đó mà ta mới biết, nhìn người mà thấy mình, mình còn sống, mình chọn cái của cải chân thật để nó theo và yểm trợ hộ trì kiếp người của mình. Kính thưa quý vị, cái điều thứ hai con cảm nhận là phúc họa là do mỗi con người chúng ta tạo. Lúc kinh hoảng sợ hãi như vậy, người ta gọi đó là thiên họa, ta gọi đó là sự trừng phạt của Thượng Đế, ta có thể gọi đó là ngày tận thế của nhân gian. Nhưng Thượng Đế nào trừng phạt mà không phải là cái lòng tham,
sự ích kỷ, lòng hận thù con người, quý vị. Chỉ có nhân họa chứ không có thiên họa. Và cái họa đó chính từ cái tâm của mỗi con người chúng ta tạo, cá nhân hay là tập thể. Kính thưa quý vị, không một vật gì tự có. Kiếp người này cũng không phải tự sinh, tất cả là do nhân duyên, phúc với họa nó tạo thành. Kính thưa quý vị, cái khẩu trang không che được con virus của nghiệp xấu, cái viên thuốc không chữa lành được cơn bệnh của nghiệp quả. Chạy chỗ này lánh chỗ kia không tránh được cái luật nhân quả nghiệp báo. Nghiệp báo giống như bóng như hình, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Chúng ta từng thấy trong chiến tranh đó, viên đạn nó tránh người. Ở trong chiến trường người không thể tránh đạn. Đạn tránh người là tránh cái gì? Tránh cái công đức, cái thọ mạng, cái phước báu của người đó. Nhưng kính thưa quý vị, dẫu gì thì ta cũng có thể thấy được chỗ nào là đang chiến sự diễn ra, ta tránh. Chỗ nào là họng súng chỉ vào, ta né. Nhưng ở đây, ta không thể né được không khí luôn. Và nó có thể nhiễm bất kỳ lúc nào. Tức là cái cộng nghiệp của nhân loại đến cái mức là chúng ta phải cộng hưởng chết chùm, chết chung ở bất kỳ lúc nào, nơi đâu. Ta không thể tránh được. Chỉ có virus nó tránh ta, ta không thể tránh virus. Virus nó tránh cái con người có phúc đức, có thọ mạng lâu dài. Còn nếu phước đã hết, nghiệp đã đến, quả xấu đã trổ, không vì virus thì cũng vì một lý do khác mà ta phải ra đi. Nói như vậy không phải để ỷ lại và chủ quan với sức khỏe, mà để ta thấy được cái gì nó đến mà ngoài tầm kiểm soát. Kính thưa quý vị, đó là nghiệp báo của mỗi người. Tại thời của Đức Phật 2600 năm về trước ở Ấn Độ, Vô Tỳ Lưu Ly đã kéo quân và quét sạch 10 triệu người dòng họ Thích Ca, mà Đức Phật là con của dòng họ đó, hơn 2 lần ngăn cản. Nhưng Phật lực cũng không cứu được nghiệp lực của mỗi người. Nghiệp quá khứ của họ, dòng họ Thích Ca này, là giết bầy cá để ăn. Đến kiếp người cũng phải trả lại bằng mạng sống. Mạng cá hay mạng người đều là mạng sống như nhau. Chết chùm như vậy, đó là cộng nghiệp ác với nhau. Bao nhiêu kiếp vẫn không bao giờ phai nhòa, quên lãng. Đã sớm đã muộn mà thôi. Hay là ở trời Tây, nước Ý, Roman ngày xưa, ở thành phố Bombay vào năm 79 sau công nguyên, phồn hoa đô thị giàu có bậc nhất nhì trời Tây lúc đó. Nhưng chỉ vài giờ bị cái ngọn núi lửa Vesuvius phun trào và chôn vùi xuống lòng đất. Quý vị có biết một trong những cái lý do mà con người phút chốc của cả thành phố Roman bao nhiêu ngàn người phải bỏ mạng là lý do vì sao không? Bởi vì thành phố đó sau khi khai quật lên vào thế kỷ 17, 18, người ta mới phát hiện đó là một thành phố sa đọa, ăn chơi, đĩ điếm vô cùng. Một khi đạo đức con người xuống dốc thì luật vận hành của vũ trụ sẽ lên lời. Cho nên cái chết của một cộng đồng con người, hàng trăm hàng ngàn người mỗi ngày phải bỏ mạng, thì chắc chắn họ sẽ có những cộng nghiệp giống nhau. Và chúng ta hôm nay không phải là những con người riêng biệt trên thế gian này nữa, mà chúng ta là một trong những cái nguyên nhân tạo ra cái cộng nghiệp đó. Và chúng ta đang thấy con virus đó nó đã lan tràn khắp thế giới. Số lượng người nhiễm mỗi ngày một tăng. Không chỉ là virus corona không, mà hết loại virus này đến virus khác. Chứng tỏ rằng cái cộng nghiệp đạo đức của nhân loại đã đến một cái mức độ báo động giống nhau, ngang nhau. Thì mình nếu như là người con Phật, tin vào nhân quả, hiểu về tội phúc, thì phải làm sao với cái thế giới hỗn độn và đi xuống đạo đức này, để những con virus như vậy, thay vì đạn, vì súng, thì những con virus đó nó tránh, nó không tìm đến mình.
Thì trước đối với bản thân tối thiểu phải giữ 5 giới, hơn nữa, tốt nữa là 10 giới. 5 giới là cơ bản để làm người kiếp sau, 10 giới là để sanh thiên với các cõi trời. Còn đối với gia đình, trên cha mẹ sư trưởng phải thờ kính, vợ chồng phải chung thủy và chân thật, anh em phải hòa thuận, nhường nhịn. Làm việc nghĩa thì không kể lể, thực hiện cái việc công đức trả ơn thì đừng có so đo tính toán. Đối đãi với người ngoài xã hội cứ để người được mình mất, người trước mình sau, người trên mình dưới. Cái họ được là danh là lợi, nhưng cái mình được là niềm vui trong lương tâm, cái âm phúc của cõi lòng để cho mình và cho con cháu. Nếu có một chút tài giỏi thì không có khoe khoang, nếu có một chút giàu có thì không có kênh kiệu. Tin sâu vào nhân quả, nghiệp báo, hàng ngày lấy cái chuyện tu nhân tích đức, sửa đổi bản thân để chuyển hóa lấy mình, làm cái sự nghiệp quan trọng, thì đó là người tu Phật. Được như vậy, đó chính là mình đang cải họa thành phúc. Dịch bệnh có thể với ai? Nó không đến với mình. Và nếu nó có đến với mình thì nhờ cái phúc đó mình sinh thiên, hoặc là một cõi nào cũng an lành, tốt đẹp. Khỏi cái cõi người trái đất này, đã đến lúc mạt pháp rồi. Những gì diễn ra trước mắt ta để cho ta quay lại nhìn chính mình. Nếu còn thọ mạng thì tiếp tục tu sửa bản thân, nếu không còn thì cũng nhờ công đức ấy mà được tái sinh vào các cõi lành tốt đẹp hơn cõi này. Kính thưa quý vị, cái điều thứ ba, ta thấy cả một thành phố Vũ Hán phồn hoa, giàu có, tráng lệ, là một trong những 7 cái thành phố lớn, cũng như là một đô thị được so sánh giống như Chicago của Mỹ, trung tâm giao thông, vận chuyển cả một đất nước. Thì ta thấy con người đang đi tìm gì? Cuối cùng một kiếp người ta mong muốn điều gì? Hạnh phúc. Nhưng tại sao hạnh phúc chưa đến cửa ngõ thì tử thần đã đến gõ cửa trước rồi? Hạnh phúc đó là gì? Kính thưa quý vị, mình thấy người dân ly tán, mẹ cha anh em ruột rà, phải chứng kiến cảnh người thân ra đi từng phút từng giây, đau đớn khôn nguôi, sợ hãi, hoảng loạn, cái cảnh chia lìa, chết chóc. Thì lúc đó rất là nhiều người mới sực nhớ ra rằng ngoảnh lại nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Quý vị nghĩ những người Vũ Hán bây giờ, hàng triệu con người bị cách ly ở trong đó, nếu hỏi họ một câu, cho họ được chọn, thì họ sẽ nói gì về hạnh phúc? Phồn hoa phú quý, lợi danh của cải, giàu sang quyền lực chăng? Chắc chắn, kính thưa quý vị, không. Bởi vì toàn bộ những thứ đó họ có, nhưng đến lúc này những thứ đó cũng như không. Đó là một thành phố giàu có, quyền lực, họ không thiếu những thứ đó, nhưng giờ những thứ đó không cứu được họ. Nếu được hỏi, con nghĩ họ sẽ nói rằng hạnh phúc con người thật đơn giản lắm, nhưng bấy lâu nay họ có mà họ bỏ quên. Họ mong ước được một lần làm lại những điều như thế này nè. Đó là có nhà để về, có cơm để ăn, có người để thương, đó là may mắn. Ăn thì ngon, ngủ thì sâu, thân thì khỏe mạnh, đó là thiên đường. Làm kiếp người, đến khi đối mặt với tử sinh, kinh hoàng sợ hãi, mới giật mình quay lại, thấy những điều lầm lạc mà mình cố ý vô tình tạo ra. Nhưng nhiều khi thời gian không cho mình được phép học bài học nào cả. Sự mê mờ của mình đánh đổi những cái giá quá đắt. Và chúng ta may mắn thấy được những con người trả bằng cái giá và mạng sống ấy, thì mau thức tỉnh và biết rằng hạnh phúc không phải quá khó khăn, đánh đổi cả kiếp người. Cả một kiếp người ta đi tìm cái gì quý vị? Rốt cuộc thì ta muốn cái gì? Lương thực ngàn gánh, ngày không quá 3 bữa, nhà cả trăm gian, tối ngủ chỉ một phòng.
đồ cả trăm bộ, ngày chỉ thay một lần. Tiền vàng bạc triệu, một ngày cũng chỉ 24 tiếng đồng hồ hưởng thụ kiểu gì cũng cỡ đó thôi. Quan to lộc hậu thì cũng phải xách gói đi cày như ai mỗi ngày. Sơn hào hải vị thì có chứa cũng chỉ một bụng này mà thôi. Vinh hoa phú quý nó cũng chỉ như áng mây bay vô thường. Tất cả những điều này, đến khi nào ta đối mặt với sinh tử và ta không còn cách giải thoát nào nữa, giật mình nhìn lại ta mới thấy được cái sự thật đó. Bằng không, nếu còn khỏe, còn trẻ, còn năng lượng, còn tương lai, ta sẽ muốn cao lương mỹ vị, vợ đẹp con xinh, nhà lầu xe hơi, tiền vàng bạc triệu. Và họ là hiện thân của lời Phật dạy, thì chúng ta là người được may mắn thấy, nghe, chứng kiến và nên tỉnh ngộ. Người đi để ta ở, người chết để ta sống, người mê để ta ngộ. Kính thưa quý vị, nếu mà người sống có tỉnh thức, biết đủ, thì hạnh phúc nó sờ sờ trước mặt mình rồi. Đối với bản thân mình, tiền nhiều, tiền ít không quan trọng. Đủ no mỗi bữa là hạnh phúc rồi. Nhà giàu hay nhà nghèo không quan trọng, miễn là anh em đùm bọc, giúp đỡ nhau là hạnh phúc rồi. Dù già hay dù trẻ, có sức khỏe là hạnh phúc rồi. Đó là đối với bản thân mình. Còn đối với người mình thương, họ đẹp hay họ xấu, mình thương và hiểu nhau là hạnh phúc rồi. Người chồng có đi về trễ hay về muộn á, mà người chồng ấy thủy chung với gia đình, thương vợ thương con là hạnh phúc rồi. Người vợ có lải nhải, có nói nhiều thế nào mà đó là người vợ đảm đang, hy sinh vì gia đình chồng con thì đó là hạnh phúc rồi. Con cái có học cao hay học thấp, miễn là nó khỏe mạnh, trưởng thành là hạnh phúc rồi. Cái phòng mình ở dù lớn dù nhỏ, miễn có phòng ở ấm áp, nhường nhịn là hạnh phúc rồi. Người có khó ưa, dễ ưa, khó chịu, dễ chịu, mình bao dung và chấp nhận nhau một chút là hạnh phúc rồi. Kính thưa quý vị, nếu không có truyền thông, ta không thấy được cái cảnh điêu linh, đau khổ, bi kịch của người Vũ Hán. Ta không cần phải qua tới đó để ta chứng kiến cái cảnh đáng sợ, giống như địa ngục trần gian ở đó. Mà ở đây ta cũng có thể thấy được. Ta thấy điều gì quý vị? Ta thấy thứ nhất, hiện giờ thành phố Vũ Hán giống như là một bãi tha ma, giống như một thành phố ma. Muốn hiểu được kiếp người, trước hãy vào nghĩa địa để mới thấy được còn sinh mạng này sống, hơi thở vào ra mỗi ngày, đó là thắng lợi lớn nhất của nhân sinh. Muốn hiểu kiếp người, hãy vào trong nhà thương, bệnh viện. Và quý vị thấy, người Vũ Hán đang ở hết trong bệnh viện, để thấy rằng cái giường đắt nhất là giường bệnh, cái tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Để hiểu được kiếp người, hãy vào nhà tù. Và kính thưa quý vị, cả thành phố Vũ Hán, người bệnh không dám tiếp xúc với người khác, sợ bị kỳ thị. Bản thân họ cũng không có được tự do để đi chữa lành bệnh, họ đang tự nhốt mình và bị nhốt, giống như là một cái nhà tù. Hãy vào nhà tù như vậy thì ta mới thấy, ta mới hiểu được cái hạnh phúc tột cùng của con người, đó là tự do. Kính thưa quý vị, được sống là thắng lợi lớn nhất, sức khỏe là tài sản lớn nhất, và tự do là hạnh phúc lớn nhất của con người. Và chúng ta đã có, chứ ta không cần phải bán rẻ cả cuộc đời mình để mua lại sức khỏe, tự do và sinh mệnh giống như họ bây giờ. Nhìn vào những người nhiễm bệnh, ta mới thấy được sức khỏe của mình nó quý trọng đến cỡ nào. Người nghèo mà không có sức khỏe, giống như là người nghèo mà thêm gặp cái eo. Lạnh vì xương mà thêm nữa là buốt vì tiết. Người giàu mà không có sức khỏe thì giống như là cày cả đời, nhưng mà cuối cùng thì giả tràng xe cát biển đông, luống công vô ích. Người già mà không có sức khỏe thì mất đi cái niềm vui sống với con cháu gia đình. Người trẻ mà không có sức khỏe thì đó là nỗi đau đớn đứt ruột đứt gan của mẹ cha. Chồng mà không có sức khỏe thì gánh nặng của vợ con. Cho nên
hãy để sức khỏe là dấu cộng với tiền tài của cải, danh vọng vinh hoa. Đừng để sức khỏe là dấu trừ của những thứ đó. Sức khỏe mà trừ bất kỳ cái gì thì cái đó sẽ bằng không. Vì có hết mà không có sức khỏe là bằng không. Kính thưa quý vị, nhìn vào người Vũ Hán bây giờ, ta mới thấy được cảnh cha mẹ vợ chồng con cái ly tán đau thương. Nhìn người mình thương chờ chết thì cái nỗi đau đớn đó ta không thể diễn tả thành lời. Nên ta là người chứng kiến thì mới hiểu thấu được gia đình, kính thưa quý vị, người thân, kính thưa quý vị, là cái nơi điểm tựa của tâm hồn, là bến đỗ bình yên của mỗi con người, là niềm hạnh phúc, là nơi bảo hộ. Dù ngoài kia có giông tố cỡ nào, ở với gia đình ta cũng thấy nó im ấm đến lạ thường. Ta có nơi để về, ta có người để thương, mâm cơm để sẵn, gọi mẹ, gọi cha, gọi vợ, gọi chồng. Đó là cái tổ ấm hạnh phúc muôn đời của kiếp người này, chia sẻ ngọt bùi yêu thương. Và chúng ta thấy chúng ta đang có không? Có, nhưng ta không trân trọng nó. Đến khi nào lâm vào cái cảnh điêu linh như người Vũ Hán thì ta mới thấy được đã quá muộn rồi. Nên còn gia đình thì chúng ta nên nâng niu và trân trọng, thương yêu và tha thứ. Kính thưa quý vị, cái điều cuối cùng con muốn chia sẻ đó là hãy nâng niu cái hiện tại của mình. Kính thưa quý vị, người Vũ Hán, tương lai của họ là gì? Vào lúc này họ không còn tương lai nữa. Nhưng bình thường họ không nhận ra được tương lai không thật có, cho đến khi họ bừng tỉnh rằng tương lai không thật có thì đã quá muộn rồi. Tương lai không quá dài, chúng ta hãy giác ngộ sớm và trân quý, nâng niu và giữ gìn những gì hiện tại. Kính thưa quý vị, quá khứ có đau khổ cỡ nào, may mắn nó đã qua rồi. Tương lai có đáng sợ cỡ nào, may mắn nó chưa tới. Chỉ có cái duy nhất, thứ duy nhất trên đời ta có, đó là hiện tại này. Hãy hết lòng nâng niu trân quý nó, để đến một lúc nào đó, nếu ta không có khả năng, không còn năng lượng, sức khỏe, thời gian để chăm sóc nữa, thì ta cũng đã hả dạ mát lòng, ta đã hết lòng trân quý, nâng niu, yêu thương, gìn giữ, bảo vệ, chăm sóc cái hiện tại mà mình có. Mình đã sống hết lòng với hiện tại trong từng khoảnh khắc thì mình không hề có hối tiếc. Thì hiện tại của chúng ta nó không như người Vũ Hán, cho nên chúng ta thấy rằng những gì chúng ta có xung quanh là một điều nghiễm nhiên bình thường. Nhưng không, quý vị, đó là cả một ước mơ, là một thiên đường, là một điều cao quý của những người Vũ Hán mong ước bây giờ. Đó là bản thân sức khỏe của chúng ta, đó là những gì chúng ta có như vật chất, đó là những con người thương yêu bên cạnh. Cho nên hãy còn cái thân này, hãy biết nâng niu từng tế bào sống. Hãy đi ngủ trước 11 giờ để gan được bơm nhiều oxy hơn. Hãy hít thật sâu và vận động cơ thể để bộ phổi này được chứa nhiều oxy hơn. Bình thường phổi của mình nó chứa tới 6 lít oxy, nhưng mình thở có chỉ nửa lít, là 1/12 sức chứa bằng phổi mình. Còn lại là mình tiêu hủy cái năng lượng oxy đó bằng suy nghĩ buồn đau lo sợ. Nếu mình biết thương mình thì mình không giận để đừng hại gan, mình không buồn để đừng hại phổi, mình không sợ để đừng hại thận, mình không lo để đừng hại dạ dày, và mình không kích động đừng có hại tim. Mình đừng giành giật hơn thua, qua lại lời to tiếng lớn như người thương bên cạnh. Mình đừng có so sánh với người những gì ta có họ không, những gì họ có ta không, mà chạy đua hơn thua để kiếm tìm cái hạnh phúc. Mình biết hài lòng với hiện tại, và từ đó mình sống như là một nguồn suối mát chảy âm thầm trong rừng sâu, nhưng mà đầy năng lượng sống để làm cho đất phì nhiêu nhiệm màu. Mình cống hiến, mình hy sinh.
Đó là nó tạo ra cái âm phúc cho mình. Mình nguyện là một lò hoa, như là một lò hoa mai đơn giản trong rừng, nhưng mình vẫn rực rỡ sống dù không có ai ngắm nó. Đó, kính thưa quý vị, nhìn người mà thấy ta, cảm nhận được nhân sinh, đau đớn cũng là khổ đế. Trong cái khổ đế mà ta thấu hiểu được cái nguyên nhân của khổ đế, thì cái khổ đế đó bắt đầu trở thành cái khổ thánh đế. Và cái nguyên nhân của nó cũng là cái tập thánh đế. Và ta sẽ có được cái diệt thánh đế và cái đạo thánh đế. Nhìn vào cái khổ bằng con mắt trí tuệ và lòng từ bi, người mê để ta ngộ. Kính thưa quý vị, bốn điều con chia sẻ đó. Thứ nhất, thế gian này vô thường, nhân sinh là ảo mộng. Thứ hai, là kiếp sống của con người là dựa trên phúc đức và tội báo, và bàn tay con người là tác giả của mỗi cá nhân. Điều thứ ba, đó là hạnh phúc tự thân ở ngay trước mắt, đơn giản, dung dị vô cùng. Và điều thứ tư, hãy biết trân quý hiện tại, những gì mình có không quá xa qua, nhưng để đến lúc nào đó ta không có nó nữa thì đó thực sự là điều xa xỉ thì quá muộn. Kính thưa quý vị, câu cuối cùng con muốn chia sẻ là lời của Phật dạy ở trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc, bài kinh Trung Bộ thứ hai. Phật nói rằng Chanato aham bikhave basato asavanam khayam vadami no athanato no abasato, có nghĩa là này các tỳ kheo, ta nói cho các thầy về sự chấm dứt của đau khổ và nguyên nhân đau khổ cho kẻ thấy và biết, chứ không phải cho kẻ không thấy và không biết. Những gì con chia sẻ là cho những bậc có thiện duyên, Phật duyên, tam bảo duyên để cùng nhau tu tập, không đúng, không sai, không khen, không chê. Kính đại chúng hoan hỷ. A Di Đà Phật.